chiều quê đây nè, chiều quê đẹp nha, gió mát cười luôn. Chào cả nhà nha. Tay à, đẹp quá. Để đi. Mình sẽ nấu món gì xích. Món gì lòng bò nấu các mẹ. Hơi gió hơi mạnh á. Thả diều nha ơi. Quay gì thứ hơn á. Lên cao nè, hết hết đạn à. Đi. Cao này cao nè. Đó, nó hấp quá nè rồi, đúng rồi. Đi qua đi. Đó. Càng cao càng yêu. Mà sướng mà người thấy là thấy nhiều mà. Vừa nãy cột nó dây lèo nó hơi bị nghiêng. Chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên đây 2-3 cái nha. Hôm nay mình báo nữa nha ơi. Bên nhà chế ba mình làm cái món gì lòng bò thịt bò mình nấu con mẻ nha. Thằng cháu nó đi Cần Thơ về nó mua về nha. Rồi rủ mình lên nè. Rồi mình cũng mới biết thôi chứ không cũng chưa thấy cái đó là gì nữa. Nó gì cái gì khăn bàn con mẻ. Thôi, mời cả nhà dùng của mình nha. Để coi ngon hơi dở nha, xem cuối clip nha. Chúc cả nhà buổi chiều vui vẻ nha. Chúc tất cả anh chị em cùng làm YouTube đều kênh này phát triển nha. Ở nhà hãy chăm mình nha. Đây, hôm nay mình lên về với bà mình nấu cái nước lẩu cơm mẻ nha. Để mình nhúng cái lòng bò với bắp bò nha. Một son lẩu quá trời luôn nha. Này chứ bà nó nấu thẳng nước rồi nè. Thấy bao tỏi rồi nấu nước cơm mẻ, đây là nước cơm mẻ nha. Rồi hồi á mình múc ra cái thân lẩu ra riêng nha. Rồi mình nhúng cái lòng bò với ốc bò vô nha. Quá trời cái son thơm quá trời ơi. Mình đây có thêm hai con cá lóc nha. Hai con cá lóc. Còn quá ngon luôn. Cực kỳ ngon luôn. Đây cái món mình ăn nha. Đây là khăn bạc bò với bắp bò nè nha. Rồi mình nhúng vô lẩu cơm mẻ này nha. Thấy hấp dẫn đó nhà ơi. Mở nhà dùng mình nha. Phải thì ngon nhà ơi. Đây, mình còn đây một gỗ nữa cả nhà. Cháu mình nó mua Cần Thơ về nha. Mình ăn kẹt cái muốn nha. Ra muốn đồng mình mới hái nghe ơi. Mới hái ngoài vườn vô luôn. Đây mình còn nhiều lắm. Đây có thêm cải nữa nha. Cải hồi ăn cá lóc nướng. Ăn cá lóc nướng. Quá nhiều món luôn nha ơi. Đây hai đứa cháu nó có làm món này nha. Đây là món sake nha. Sake mình lăn với bột mình chiên nha. Lâu về đãi cho chế hai hả? Đây với hai ăn cái món sake lăn bột chiên. Nước áo đen nước áo trắng hai đứa là giống nhau cả nhà, đó là sinh đôi đó. Đâu đây đứng lại cho nhà coi. Cái đứa áo trắng là đứa em đứa áo đen chị.
Cho nó đều ra đi. Đây mình chiên sake nha ơi. Này cháu gái mình chiên nha. Này nhiều món quá sang hết con. Này á, ừ. Nè. Cá lóc nướng nè. Rồi sake lăn bột nè. Rồi đẻn xào xả ớt nữa. Luộc xả hả? Để luôn nước dừa nè, rồi thêm rồi cái trâu lên trứng mẻ nữa. Quá nhiều món luôn. Ăn đi con. Cái này mình chiên giống cho khoai lang vậy đó. Đúng hai nước. Hai quận đó, hai quận bột đó. Thấy vàng ngon quá ha. Nó mấy áo điện quá. Nó đẹp nè. Đúng rồi, giống khoai lang quá. Đấy là thịt kìa. Ngon nha. Cái này là nó giống như cái mít non mà cả nhà miếng sake. Sake chiên bột. Nó cũng giòn ha. Cái này giống như một cái hộp kiên á. Thơm, thơm. Thơm, thơm. Thơm, thơm. Nó bột luôn á. Nó bột, nó bùi bùi ha. Giống như hộp kiên luộc vậy á. Cái chả nó có. Nhà mình mà bơm nước á nha. Nó hơi ồn một tí nha. Đã nha. Mở nhà, mở nhà dùng món của mình nha. Sake lăn bột nha. Mà cá nha. Đây mình chuẩn bị sẵn rồi nha. Đây là lẩu cơm mẻ nè. Đây là món của mình đây. Bò, lọc bò. Và cá lóc gà bá lửa. Đây cá muống. Chuẩn bị sẵn sàng cả nhà. Giờ mình ăn chút thiệt thôi. Ở nhà dùng đi cả nhà ơi. Đồ ăn đây sẵn sàng hết ra. Đây là món lẩu con mẻ rồi nha. Không ngoài trời ăn mưa cả nhà ơi. Mà nó còn hầm lắm nha, được lắm. Rồi nhúng bò vô nhà ơi. Nhiều. Đó, lòng ngon quá. Đây đây con đẻn mày nha. Yeah, đẻn cũng vừa nha. Kỳ ngon luôn nha. Đây, chảo nhẹ đi con. Xin xin ăn chén mặn nè. Muốn máu. Thì con ăn thử món lẩu mẹ nấu được rồi con chưa? Ok. Ngon quá. Cả nhà nha. Cả nhà dùng ly rượu cả nhà ơi. Thuốc. Không uống bạc khen à. Trời mưa mà nhậu với lẩu ngon cả nhà ơi. Ngon trời. Bò chứ ai cái nè, hồi nhúng sao lên này nó dai lắm á. Rồi dán ăn. Dán ăn rồi đó. Để nước mắt cho ăn cá nữa. Chắc là ăn con. Ăn cơm bẻ bẻ chứ em. Dạ cũng dưa. Ờ bác 10 nực mặc áo không được cái nhà, không cảm cái nhà. Trời mưa hơi hơi nực lắm. Mà nó giòn nha. Thôi thử thử cái thân bàn ơi. Thân bàn. Chắc dài lắm rồi. Miếng bò đây. Đúng không? Mình chấm ớt gì có giòn. Ngọt quá. Cái
Nè gấp cho rễ ốp ăn ơi. Ăn thử con. Mấy trăm cộng mà để chưa. Rồi mấy cái đụng cơm nha. Rồi ăn rồi đấy. Mày lấy cũng không? Thank you.
Bò nhà ngon quá nhỉ. Bò mình cũng mẻ ngon kìa luôn. Cái nhà này em sao nha.